buổi sáng thật bình yên khi anh em mình không làm clip cho nhau. Gì vậy? Ê, bữa nào mình không có ghẹo ai cái chòi của mình nó bình an bình yên quá ha. Đúng làm anh ngủ ngoài về phải vậy thôi. Anh đó lạ cho anh chơi anh chơi mình lại mà. Tối nhậu với mình ý quá chứ. Thì bữa nay á thì Nhã có công chuyện, Nhã đi Cần Thơ mọi người. Còn Dẹo thì nãy giờ ngồi đây nè, mà mấy anh em cử đại diện đi chợ rồi, mua đồ để hồi về làm ẩm thực. Toàn thì đang rửa xe cấp cứu ở trên nhà bà Khánh, xin vô trễ, rửa xong mới vô. Thì hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Thanh Nhã Vlog. Chết rồi. Mình ở trong đây mình không sợ nữa. Bây giờ là, bởi vì mình mới nói là mấy người kia đi hết, bây giờ Phương sẽ cho anh ba người này nha mọi người. Đây xin giới thiệu Phạm Ngọc Danh, Lý Trần Thái, Lý Trần Trân, Phương đang cầm máy quay mọi người. Ê, Phạm Ngọc Danh cô hẹn, ok. Hôm ngày mấy đứa có nghe Toàn mới sáng tác bài nhạc dành cho riêng cho Đòn không? Anh nói chuyện sao anh đây đưa cho bé Tư nó quay. Đúng rồi. Rồi nó đi. Ờ dạ mấy. Hôm ngày mấy anh có nghe được cái bài nhạc của Toàn sáng tác dành cho Đòn không? Có. Đây là vẫn lòng đường. Đúng. Đó là quá ok đúng không? Nhưng mà vô cái clip này sao ok được? Anh muốn sao anh nói thẳng cái cầm cái máy quay gì anh muốn sao á anh coi có đi cầm không giờ ý anh muốn chưa hiểu ý anh lắm luôn á chút xíu nữa anh sẽ giải mình dân chuyên nghiệp mà nói gì mà còn ấy nhưng không mà cái bài đó cưng thấy ok bình thường nghe bình thường nè đúng rồi ok không thầy mà anh nghe cũng ok mà thì bây giờ anh cầm cái máy lên là nó sẽ không ok thì mọi người muốn tắt giận cái gì hả mọi người muốn biết thế nào thì chút xíu lại sân si á sân si rồi Toàn vô luôn rồi mình với mấy anh em mình hồi chọc cho Toàn cháy luôn hiểu hồi hay thì mình nói không hay đó mình chơi rồi mình sân si đó vậy vậy đó mọi người giờ chỉ lại Toàn thôi không đặt cái quay cho anh cầm anh đưa vô bắt đầu cái là nói mấy bạn muốn nghe Toàn gì đó vô Toàn vừa hát là mấy đứa trời ơi giờ chỉ là đợi Toàn vô thôi mọi người. A few moments later. Hay ổn mọi người. Nhưng con chút xíu thôi mọi người. Chạy qua liền anh đi. Đây xin chào mọi người, đây là ca sĩ của team anh em mình nha mọi người. Vừa mới sáng tác bản nhạc dành riêng cho đội Vân Long Đường. Chào tay. Không phải, mấy bạn hôm nay nhắn tin đó, nói em sáng tác nhạc rồi đó, muốn nghe em hát. Rồi, anh nói đi, tại anh cầm máy nói ồn lắm. Quay trên TV, kiểu hát rồi giới thiệu. Nói chung là Toàn vừa ra một sản phẩm xích vô. Cho đội Lăng mình nha mọi người đó. Cả khúc tên Vân Long Đường cho Toàn sáng tác nha mọi người. Ê, tào lao. Do Toàn hát nha mọi người. Với bạn gì? Thì rất là mộ bài văn bụng các bạn tôi nghe rồi đó. Thì hôm nay theo sự yêu cầu của tất cả anh em và yêu cầu của tất cả mọi người thì Toàn sẽ hát chay bài Vân Long Đường cho tất cả mọi người và anh em đây cùng thưởng thức nha mọi người. Bạn Toàn có thể sẵn sàng chưa hả? Thì cứ hát khúc nào ấy tao quay đi TikTok. Bắt nhẹ không? Hả? Bắt bít cho mà hát. Anh quay bên TikTok nha, anh quay bên kênh nha. Anh quay cho em cái hậu vườn ấy nha, để cho giờ dạ, tôi quay cho đi. Quay cái này đúng không? Tôi quay cái này. Anh hẹn phụ cái gì? Anh hẹn quay phụ à. Tôi quay hậu trường nè. Để bắt bít cái có con bít nữa. Khi dễ tôi nè. Cái ổ có bít quá VIP rồi. Cái clip hậu trường tôi cao hơn cái clip của Ní quay luôn. TikTok em đăng lên đi cao quá. Hậu trường lúc nào ta cũng khoái câu ấy chứ. Đúng rồi. Dẹp đồ gọn gọn cho anh em không ăn nữa, dẹp gọn gọn. Gọn đi. Sáng này sáng giờ anh em ăn. Chưa. Rồi vô này, chừng nào mới bắt đầu tôi bấm quay nha. Phan, em phải nói gì về cái bản đó cái cho cốt truyện rồi. Mày nói vô máy tao nè. Mày nói vô máy tao nè, cho mọi người nghe. Cái kia duyên sao đó. Rồi. Thì nói chung nó máy nào cũng được, máy nào cũng đăng tao đăng TikTok đó. Rồi mọi người thì nói chung là bài này mọi người cũng là của Hào sáng tác mọi người. Thì Hào cũng chơi chung với anh em mình. Thì Hào cũng muốn là sáng tác cho đội Vân Long mình có một bài hát mọi người.
đó, giờ mình sẽ làm kỷ niệm đó, đúng rồi. Giờ mình sẽ theo yêu cầu của mọi người, mình hát hát chay, hát chay cho các bạn, hát chay nha mọi người. Ok, được chưa? Từ từ ba đứa này vô duyên dưới chạy, tắt đi rồi không đứng rồi khủng cái gì á, làm cái chân đâu kìa, chưa gì hết trơn à. Có. Làm lại, chưa làm lại. Được gì, chưa, tao chưa thấy. Bác sĩ. Giỡn đúng không? Anh này anh quay anh đứng thằng giữa là thấy bên đây luôn, tại vì cận là có em rồi. Đúng rồi. Rồi. Anh lấy góc hết luôn á. Đây, ca sĩ phải mặt như vẻ không có giỡn nha. Không có giỡn là tội. Này giỡn. Chưa hát, tao chưa. Rồi vô nè. 2 3. Vô lại gần vô luôn nha. Vô. Đây là văn cầu. Tiếp đi. Khúc đó cưng cười vậy sao lấy được. Rồi. Không mày kêu tao hát mà mày hay mấy mày cười hoài ăn nấy bẹp hoài sao mà hát. Mày thì ông thưởng nhìn tao hoài kìa tao. Tức tức trời ơi. Cái này làm lại đi. 2 3 vô đi đâu. Chưa hát nữa nó cười kìa. Trời ơi, làm hồi mất hứng là nó hát không được, tao hát không được nha. Nó cười mà cái mặt như vậy. Đập mặt xuống là nó không. 2 3 vô. Tự nhiên hết khả năng đi. Bạn biết nhạc người ta cái anh đi nấu vô chi anh. Ta đang quay MV. Quay mình đang quay MV nó. Anh đang quay bình thường mà. Rồi anh quay MV tổng, em quay MV cận nha. Rồi, 2 3 vô. Không có cười nữa nha. Không cười. Nhưng tóc hát này quay nha. Bố mình diện này lâu lắm rồi đi nhé. Cái gì vậy anh? Hả? Đang quay. Tao chưa hát luôn. Thoải mái ơi. Lại đi. Hát giỡn hoài. Thôi giỡn đi. Thôi tao. Giỡn. Còn xí cây. Giỡn. Giỡn. Đấy, hết anh chưa đó, chưa cho mình chưa kịp hát anh rồi. Chưa hát nữa mới bây giờ chị cái tao hát nó còn cười cái chi mày ba đi đó tao hát cười hoài vậy thôi giờ quay lại thôi đâu gọi nó không có anh không giúp cho hát luôn ok rồi mày hứa tao là mày không cười nha mày chó đánh đừng đó thôi không chơi hề nha không hề rồi bây giờ ra đây đi đi lấy quyêu khác không thôi uống miếng nước đi Toàn lấy lại đi ta đục một chút mà để kêu hát nói chung một phong độ với là nhất thời đẳng cấp như Toàn là mãi mãi mọi người anh em trong tem mà không mãi có gì đâu mà ôi anh em trong tem nó mới quay cho mọi người coi mới cười thôi nói gì đâu đúng rồi làm theo cầu của tao bay chứ rồi uống nước rồi xả dài rồi cười hay cười nữa là quay đâu hết cười à. Ừ, đúng rồi. Không có cười nữa nha. Rồi, đứng đàng hoàng nha, tao quay xa luôn nha. Có rồi, rồi. Có gì ABC vũ đoàn không? Vũ đoàn luôn, càng tốt. Cho là nhúng nhúng không? Nhúng nhúng rồi. Đây, tao ngồi tao ấy gấp nè. Rồi, mày đứng trên đây tao ngồi ấy. Ai quay? Tôi nè, tôi nè. Tắt ngay này đi. Tôi quay là tôi quay điệu nghệ luôn nha. Đúng rồi, đúng rồi. Quay MV luôn nha. Đúng rồi. Bye bye với tự đứng bên tay. Tắt quạt đúng rồi. Chừng nữa mình nhìn ghép anh không? Bye bye với tự đứng. Dễ chưa? MV Vân Long Đường xin được phép bắt đầu. Phải ngậu. Tao ngậu nãy giờ. Phải ngậu. Đây là Vân Long Đường. Mày nói gì vậy kìa nè. Mày cười. Cái này nó phát hiện cưng cười trước. Cưng cười trước, cưng cười trước. Cưng cười trước á, tao nghe rõ kìa. Nghe rõ kìa. Làm lại một cái nghiêm túc đi, đừng có giỡn. Làm lại đàng hoàng nha, không giỡn nha. Trời. Bên năm đang lắm anh Phi, bên năm ai chơi bên năm. Quay chỗ nào được, chỗ này tối quá. Thấy ăn sao cảnh đẹp mà anh em mặt đen lắm á. Chỗ nào anh? Quay chỗ nào giờ? Ra ngoài đây đi, ra ngoài đây cho sáng luôn đi. Đúng rồi, lấy wheel này nè mọi người. Đúng rồi, được cái em. Wow. Cái nắng luôn, trời ơi, phục vụ cho mọi người mà. Tôi trên tôi vuốt xuống là anh em nhạc vô nha, lấy con bét luôn nha.
Khoan, ở trên nó vuốt xuống nè. Được chưa? Không có nghiêm túc nha. Tôi đứng ngoài nắng tôi quay luôn không thấy hả? Lấy wheel đẹp tôi ngắm mấy ní luôn nè. Đây là văn lòng đường, ta mang ý chí con tim kiên cường. Phía trước muôn trùng xa, đôi chân vững bước ta nào đâu khiêm nhường. Tiếng ngoài sơn hùng ca. Ta nhìn hết nói rồi. Tiếng ngoài sơn hùng ca. Ta nhìn hết nói rồi. Đang quay mày làm gì trời? Hát gì vậy? Quê rồi. Mấy này nó giỡn hoài. Chỉ có hai anh em mình. Bạn áo Văn Long nữa, cái này bạn áo Văn Long luôn. Đây đây, đúng rồi, Văn Long đục hấp. Nó tụng mấy là kết hợp nhau được hay không? Dẹp đi hẹn ơi. Nó bay đi ra ngoài đi. Xem đi ra ngoài đi. Ba cái cười quay kìa. Quay hai ngày luôn. Ra ngoài luôn. Thôi đi mày ơi, mày nãy giờ mày cười đầu tiên luôn á. Bậy nó đi. Mày cười đầu tiên luôn á. Trời ơi. Một sức nữa thôi. Hai đó mày đi vô ngoài đi. Diễn cũng hoài chứ. Hai diễn. Giờ lý chân cho tôi một thôi. Để tôi đăng cái TikTok. Nãy giờ nhỏ sượng mấy lần rồi đó. Giờ kêu nghe đi thằng này nó giỡn hoài. Giỡn không có ai cười chứ. Thôi thôi thôi. Nãy giờ tôi xin một lần nữa thôi. Tôi không tôi nghiêm túc đàng hoàng. Vậy cái nãy ra đây thì nó cười nó cười nè. Sao nó quay đi. Không có cười. Sao nó quay đi bé bạc. Bé bạc đi. Không 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 không. Không có cười. Tao đi về. Tao đi về quá. Tao không cười đâu. Cái vậy đâu mà chơi được á. Có em đâu cười đâu, em bình tĩnh nè. Mày nha, mày nó mày ngáo ngáo mà mày nói chuyện gì đó. Rồi vô nấy. Tôi làm ngầu á. Thiệt tin thức phải không? Tôi không có cười đâu. Tôi xin mày không ghé đi. Trời, đủ hàng kia ngoài à, không cho nó trong đây nữa. Nhưng mà mày nhìn mặt mày tao mới cười. Tao nhìn chỗ khác tao ngầu à. Chờ vô đi. Nói đúng rồi. Thì tốt ngoài ra hồi đi chơi mấy năm rồi. Mình hứa nha, đi hướng đó nha. Làm cái ngon lành ghế cho mấy bạn nghe. Tôi gáp luôn nha. Ok. Tỉnh táo nha Danh. Vậy cái rồi, em tôi giữ cái đầu lạnh. Đây là văn lòng đường, ta mang ý chí con tim kiên cường. Phía trước muôn trùng xa, đôi chân vững bước ta nào đâu kiềm như. Tiếng ngoài sơn hùng ca, mang dòng máu người dân da vàng. Khó khăn đi cùng nhau cho bao nhiêu sương gió anh em đâu mà. Thôi có thằng này nhảy, khúc này đâu mày hát đâu, tao lựa khúc mày không hát, tao mày cười mà. Rồi tiếp nha, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Không, 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 khúc này gáp rồi, mày hát đâu. Cái nào mày hát. Cái khúc này anh không gáp luôn. Tình cãi nghĩa cùng nhau, sống với nhau là phải đánh á. Bố mình giết lâu lắm rồi đi chứ. Nghe đi. Rồi cháy rồi đó, cháy rồi đó. Không cái. Ai sợ đi về. Mày giỡn nhiều cái gì đó này thì tao quay gì. Hai đang cười rồi. Hai tụi mày cười. Trời ơi, cười. Ví dụ tao hát không hay mày cũng phải nói gì nó cũng bình thường chứ mày làm gì anh chi. Đây có năm anh em đó nha, quạo đi. Thôi không giỡn đâu. Đây là văn lòng đường, tụi bay chỉ có tim kiên cường. Vậy cho mấy ba mượn cái mic mấy ba hát đi. Rồi YouTube coi đi. Đây là văn lòng đường. Nói gì vậy anh? Gì trời? Người ta hát. Cái gì xóa xóa cái này vậy? Anh em hổ luôn rồi. Đó, đúng rồi, thế này ngồi đúng rồi, lắc lắc nào đây. Anh em không ủng hộ mà còn chơi nữa. Bởi vậy? Cũng sáng tác cho ai, sáng tác cho tèm. Ủa, tôi cũng bỏ tiền ra tôi tự đi làm chứ. Cho đòn mình mà. Cho đòn nhớ cho ai. Thôi mày ơi. Không biết rằng một tôi sẽ múa lần để đóng lại bữa trực. Còn nào vậy? Còn bữa dặn tôi rồi. Thôi mày ơi. Thôi. Vui vẻ bình thường á. Trời, toàn cái gáp nè, toàn cái gáp nè.
Nóng rồi đó. Quay gì hoài anh Hạn? Trốn gì ông nội? Clip MV của người ta mà cho anh gì nãy người ta đầu tư 10 phút anh quay cái đống cái này. Về cắt cho dễ. Trời anh ơi. Vậy cái gì vậy? Rồi về mới chứ bây làm để đây làm gì? Gì các bạn mới anh ơi. Anh em chọc chơi gì thôi chứ. Thôi nó giỡn mọi người. Anh em chọc toàn chứ. Anh em chọc chơi chứ ngày nào cũng nghe chứ. Ngày nào cũng nghe ta ghiền. Quậy quậy nó hẹn anh đi tắt đi hẹn. Khúc này để tắt. Mấy nó sỉ nhục bây giờ nó làm vậy. Tồn. Chơi vậy chơi được á, thiệt tình luôn. Mày tự mày lên thử mày nghe. Đây là văn lòng đường, ta mang ý chí con tim kiên cường. Cố lên, cố lên. Chỉ không vừa xa đâu, chân đặt bước từ đâu khiêm nhường. Yeah. Tới mày kìa, cho mày tư. Tiếng ai sư hùng cao. Ồ, tính ra theo dõi hộ gần hết rồi đó. Tôi nghe mà, bài của đội mà ai không nghe. Cái này nó dặn rồi, nó đi về. Bài hát là của đội Lăng mình. Đúng rồi. Nghe ủng hộ. Tên đội của mình mà. Đúng rồi. Con Toàn hát rồi. Về luôn hả Toàn? Dẻo đang đi mua bạch tuộc á. Vậy ăn bạch tuộc đi ăn nãy á. Bạch tuộc đi. Toàn. Toàn. Tạo cái làm gì chị? Niềm động lực và cái niềm hứng cảm hứng cho tất cả mọi người. Cảm hứng mới chịu rồi mấy to này tắt hứng cái niềm hứng. Dạ anh em dở. Tôi dở như vậy để cho anh em có cảm hứng để anh em tiếp tục cố gắng lên á. Ra thêm một bài phần 2 nữa. Tôi đang hy vọng là vậy. Còn nói chứ mày có tao hụt bởi đó chứ bộ. Từ ngày nào tao nghe nó chung bài của mình anh em có công sức mà. Đi ra đi chạy đi. Đúng giỡn thôi à chứ. Mà nói là bằng tròn của danh là rất là hay mọi người. Cool luôn, cool luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video danh cho anh Toàn nha mọi người. Tao có bài cho trời không? Chó không? Có ai không? Tui. Nãy giờ anh đứng anh quay nãy giờ anh xuống mình cho mình nói mình cho nãy mình có nói mọi người đó clip đang cũng đang hay nhưng mà mọi người nhớ ủng hộ Toàn nha bằng một cách là một like một lượt đăng ký cho mọi người để cho nghe ủng hộ cái bài hát cho bài hát đó là dành dành tặng riêng cho đội cái, không cái này nó thiệt là khúc này hết cho nè bài hát khúc này tao cười hồi giờ mời Toàn vô hồi ở lại ăn mực không có hát gì hết. Đúng rồi, không hát gì hết. Ở trong lúc ăn mực á mọi người anh em có vui sẽ có ngẫu hứng gáp bài hát không? Ngẫu hứng mày hát một mình nói chung là cái bài hát này do Toàn riêng Toàn dành tặng cho tất cả anh em cho đôi lăng và cho tất cả mọi người nghe để kiểu mà để cái bài hát đó làm kỷ niệm cho anh em mình kỷ niệm cho đoàn về múa lăng nha mọi người thì cảm ơn Toàn rất là nhiều thì mọi người lên YouTube của Toàn ủng hộ Toàn bằng cách like cái kênh ủng hộ Toàn mọi người còn bây giờ thì cho anh hết em kết thúc giùm anh nha ok anh. Cảm ơn em ra hồi nha. Không anh cho anh cái kênh ủng hộ anh em mình làm nhiều video hay nữa nha còn bây giờ chào tạm biệt tất cả mọi người nha bye bye, bye.